Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động cao trên thế giới. Theo số liệu về tình hình lao động việc làm quý 1 năm 2020 của Tổng cục Thống kê, thì tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trung bình giai đoạn 2010-2020 của lao động nữ là 72,9% và tỷ lệ này của lao động nam là 82,5%. Bộ luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã có những sửa đổi quan trọng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho lao động nữ. Bộ luật đã thay đổi cách tiếp cận từ bảo vệ lao động nữ sang bảo đảm bình đẳng giới, trao quyền cho người lao động, đặc biệt là quyền được tự quyết định trong việc làm và nghề nghiệp. Bộ luật tăng cường các biện pháp bảo vệ thai sản và quy định cụ thể phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Thứ nhất, về bảo đảm bình đẳng giới. Cùng với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, Bộ luật Lao động năm 2019 thu hẹp dần khoảng cách về tuổi nghỉ hưu giữa nam giới và nữ giới từ 5 năm xuống 2 năm. Kể từ năm 2021, khi bộ luật có hiệu lực, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Để đến năm 2028, tuổi nghỉ hưu của lao động nam đạt 62 tuổi và đến năm 2035, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ đạt 60 tuổi. Một số quy định trước đây chỉ áp dụng đối với lao động nữ được sửa đổi áp dụng đối với người lao động nói chung, gồm cả lao động nam và lao động nữ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho cả lao động nam và lao động nữ. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Người lao động cả nam và nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền lợi ích so với trước khi nghỉ thai sản. Trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản. Người lao động cả nam và nữ được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ việc khi chăm sóc con dưới 7 tuổi ốm đau, thực hiện các biện pháp tránh thai, triệt sản, khám thai, sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý. Thứ hai, thúc đẩy quyền tự quyết về công việc của người lao động. Trừ trường hợp được người lao động đồng ý, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Người lao động có quyền quyết định lựa chọn làm hoặc không làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con trên cơ sở được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về tính chất nguy hiểm, nguy cơ, yêu cầu của công việc. Người lao động phải được người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc này theo quy định pháp luật hiện hành. Thứ ba, tăng cường bảo vệ thai sản. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Thứ tư,
về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Bộ luật Lao động năm 2019 đã đưa ra khái niệm cụ thể về quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, đưa nội dung phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, quy định về trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong nội quy lao động. Những điều chỉnh trong Bộ luật Lao động năm 2019 đã góp phần quan trọng nhằm bảo đảm bình đẳng giới, trao quyền cho người lao động, tăng cường các biện pháp bảo vệ thai sản, phòng chống quấy rối tình dục ở nơi làm việc.